như cái chợ, ăn uống thì xả rác bừa bãi, lớp trưởng thì hô theo sai phạm. Dạ con, cho em đi xe cho con. Cái gì? Sao lúc ra chơi sao không đi? Giờ là đang trong giờ học, giờ nào việc đó? Dạ con, giờ nào việc đó? Giờ chơi là đi chơi, sao đi vệ sinh được con? Em còn cái tình trạng này nữa, thì em mời phụ huynh vô gặp tôi. Tôi không thể nào hiểu nổi các em về nhà làm gì. Cho cái bài kiểm tra dễ như vậy mà còn có bạn làm dưới điểm trung bình là sao? Quy, em chỉ có 3 điểm thôi. Kiểm tra một tiết lần tới á, mà em còn cái tình trạng này nữa, thì em mời phụ huynh vô gặp tôi. Cả lớp, nghỉ. Hôm nay không có bài tập về nhà hả cô? À, cô quên, tất cả các bạn về nhà làm bài 1, 2, 3, 4, trang 56 nhé. Ê bác, mày có bị rảnh vậy? Là sao? Bồi muốn làm người ta về nhà lắm hả? Hai mấy nay mày ngứa đòn rồi. Tao thấy nhiều lần tụi ba ăn hiếp thằng Phát rồi đó. Nó là bạn trai của tao. Và nếu tao thấy tụi ba ăn hiếp nó một lần nữa thì coi chừng tao. Biết. Con trai gì mà suốt ngày cứ để ba ăn hiếp hoài vậy? Cảm ơn Hằng nha. Ủa mà Hằng là bạn gái tôi nào vậy? Thì từ hôm nay. Ủa vậy Hằng thích tôi nào vậy? Tôi mà thích ông hả? Cái con khỉ nè. Tại tôi thấy ông bị ăn hiếp nên bênh vực thôi. Rồi còn sáng tỉnh đi bạn. Tao không biết sao tao bất hạnh không mày? Bất hạnh chuyện gì mày? Mấy đứa tao thích á, thì nó không thích tao. Còn mấy đứa tao không thích á, nó cũng không thích tao luôn. No! Mày quen ai mày? Tao bực mình lắm rồi đó. Bực chuyện gì vậy đây nha? Nhìn nó thằng Nga kìa. Tao ngứa nó lâu rồi, nó kiếm chuyện đập nó chứ mày. Kéo quá trời tụi nó bị đê không à? Ê, lớp tao à. Còn vậy chứ nó không phải vậy đâu. No! Tôi mua trà sữa cho bà nè. Cảm ơn nha. Uống đi. Trà sữa ở đâu mà ngon vậy? Trời, bà không biết hả? Trà sữa Chivi á, ngon nhất nhì thành phố này luôn. Ủa vậy hả? Đó giờ tôi ít đi chơi lắm nên tôi không có biết. Trời ơi, ít đi chơi hả? Ít đi chơi sao không học bài để cô lao vậy? Ủa? Đâu phải ít đi chơi là không giỏi đâu. Thôi giỡn á, mỗi lần á học xong ra đây đi. Tôi chỉ bài cho. Cảm ơn nha, tôi học dốt nhất là môn toán nè. Dạ, không có gì. Sáng có gì không hiểu không? Đó nè. Thì chỗ này nè. Để tôi chỉ cho. Đây. Đây hả? Nói gì nè. Ok. Bài dễ vậy không hiểu. Bài kiểm tra 15 phút hôm nay bạn Quy được 7 điểm. Tất cả các bạn trong lớp còn lại được 10 điểm. Hằng tốt lên rồi đó, các cố gắng giúp bạn. Còn có một vài bạn học thêm cho nhiều vào thì cũng lười biếng như một con bò. Vậy cô là người chăn bò rồi. Em nói gì vậy? Em nói lại lần nữa coi. Ê, mấy cái ông thức á, toán là thuộc bài chưa? Mấy công thức nó dễ mà, tôi thuộc hết rồi. Bà thông minh quá ha. Điểm số hôm nay cũng cải thiện rồi đó. Nhờ ông đó, cảm ơn ông Nhân đã cứu mạng môn toán.
mà từng này kiểm tra một tiết á, nếu mà điểm cao tôi có quà cho bà. Có gì đâu mà lo, nếu như mà tôi được điểm cao ông tặng gì cho tôi? Thì nếu mà điểm kiểm tra trên 7 điểm tôi sẽ dắt bà đi trà sữa ha. Ừ. Ừ, mà sao lúc này không tốt với tôi vậy? Thì bạn trai mà, lôi bạn gái thì bình thường. Nè, cái vụ hôm bữa là tôi chỉ giúp ông thôi nha, đừng có tưởng bỡ à. Thì tôi có quà cho ông nè. Quà gì vậy? Mai mày đặt tặng quà đó. Nè. Gì vậy? Nước quà. Ê, mày tao biết nè, chai này thơm quá bà. Gì thơm? Ừ, hổm tao mày làm gì? Hổm tao đâu tắm, tao đâu xịt, mày thơm, dễ đâu biết đâu. Mày nói xịt người á? Ừ, xịt người đảm á. Ừ. Đảm á bà. Hiểu rồi. Ờ, cảm ơn bà nha. Ê, mặt mày bị sao vậy? Quang đánh lộn. Là bị đánh lộn rồi vậy? Quen rồi mày ơi. Tao có dầu nên xài không? Hỏi đi. Sao vậy? Sao mày tốt của tao quá vậy? Tao mày bạn chung lớp nói gì vậy? Chuyện tụi nó thôi, mày biết gì đâu. Ê con kia, mày đạp giày người ta mày không biết xin lỗi hả mày? Không dữ vậy bạn. Tao có ghẹo chọc gì mày chưa? Thật thích. Gì tao? Tao hỏi nữa. Mới bị con nhỏ lớp 12 ai đánh nè. Nhỏ nào mà to ghê vậy? Con Hằng á. Con Hằng là nhỏ nào tụi bay? À con Hằng hả? Gửi phát chung lớp. Thấy tụi nó ngoài công viên hay đi chung lắm. 12A. Có mấy thằng bự bự con. Ghê lắm. Thấy con Hằng lớp tao cũng bình thường. Chắc ba đào vậy gì nó rồi. Chuyện này tao không bỏ qua được. Đi tụi bay. Mày quánh bạn lớp tao đúng không? Không có lửa sao có khói mày? Tụi bay muốn gì? Giờ tụi bay muốn chơi đúng không? Mày thích á, cho tao cái hẹn. Rồi, tụi bay được lắm. Đi tụi bay. Tao thấy chuyện này á, con đào nó có lỗi. Tao nghĩ mày nên bỏ qua đi. Mày nhìn cách con Hằng nói chuyện với tao kìa. Nó xem tao không ra gì. Tao không bỏ. Vậy thôi, tao không tham gia vô chuyện này đâu. Tao muốn làm gì làm. Anh em với nhau. Có khi nào mà mày cần cái gì mà tao không giúp không hả Phúc? Bây giờ nè, trốn học rồi, tập trung anh em lại, chơi nó cho tao. Chơi sao đây ca? Bắt cóc nó về địa bàn của tụi mình. Tao muốn á, nó quỳ xuống xin lỗi tao.
Alo Phát hả? Thật ra nó bắt cổ thằng Bitcoin chính rồi đó. Mày không muốn cứu nó thì đừng có đi một mình, tụi nó đông lắm. Ừ, tao hiểu rồi. Ừ, rồi, tao tới liền. Anh hai ơi, anh hai giúp em với. Bạn gái em bị tụi trong trường bắt cóc rồi. Tao rửa tay gác kiếm lâu rồi, mày đi về đi, tao không giúp mày đâu. Anh hai giúp em lần nữa được không? Tao nói là một lần nữa, mày đi về đi, tao không giúp. Chạy giải cứu bạn gái của mình rồi tụi bay. Tụi bay làm vậy thả thằng ra coi. Mày nói gì hả? Mày nói lại coi. Tao nói là tụi bay thả thằng ra đó. Mày có ngon lại đây cởi chói cho mày. Mày chạy đi, mày làm không lại tụi nó đâu. Tôi thích bạn ấy mất rồi thì phải.